Phút này nè, ăn tiền là phút này nè, ăn tiền phút này nè. Em tên gì? Vô. Pháo vô quy đưa tiếng ta đi, thì tại sao có binh sĩ bao dây quân hậu danh bích lối, kìa người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi hồng mới tín hiệu cho xong. Ai đổi mất, đổi mất gì? Đánh chia mọi người đổi ngã ngày trong đã kết qua năng cử hành hôm nay cũng là ngày chung liễm đời. Alo, alo, cái này. Mà mình tay mẹ thì bị bắt cái lũ đầy đại đa công đạo.
cho số may mắn của dòng loại đây. Trời ơi, dễ thương quá vậy ta nè. Kính thưa quý vị, con số 59 được giải. Nhưng bây giờ không có thời gian với tất cả chúng ta. Vòng loại đặc biệt đầu tiên buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt đúng không? À, vòng loại bình thường 20.000 đồng một vé. À, chờ số 7 và số 9 là mình chưa tới số đó chị. Giờ mình tới số để mình trúng thưởng nha. Chúc mừng em gái đã tới số nhận quà rồi nha. Rồi số 9 hả? Em xin số mấy? Số 6 hả? 59. 59 dự kiến quán có 1. 27. 27 có 2. 15. 15 có 3. Số 6. Số 6 hợp lệ. Trong loại 3658 các quý vị không tin tưởng với lần sau đó đối chiếu lại giùm em. Và 3657 cũng có luôn. Và 59, 27, 15 và số 6. Hợp lệ luôn. Y chang luôn, hai chủ nhân hai chủ nhân kinh trùng. Bây giờ mình sẽ chia đôi giải thưởng hay là mình ăn một mình? Chia đôi. Rồi, mỗi người nhận giùm em 500k quà. Anh nặng thắng quá. Hình như là anh quyết định là cái sự chia đôi này từ lúc anh đi về mặt hang xuống rồi. Nói một cái để chia đôi liền. Rồi kính thưa quý vị, sau vòng loại này chúng ta sẽ đến với vòng loại đặc biệt. Và như quý vị biết đó, hiện tại thì vàng cũng tăng giá chóng mặt. Xăng là tăng dựng đứng tất cả nhu yếu phẩm. Và sắt thép thì tăng hết quý vị nha. Nhưng mà giải thưởng Sài Gòn Tân Thời không tăng. Có nghĩa là 5 phần, hứa 5 phần là trao 5 phần. Và vẫn có 30k thôi. Nhưng mà ở vòng sau, vòng này vẫn là 20.000 một vé. Và với tặng phẩm là 1 triệu đồng. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Và để lắp đặt cho vòng loại này chúng ta cùng chào đón một trong những gương mặt tài năng của Sài Gòn Tân Thời. Chưa hả? Chưa hả? Chưa chuẩn bị xong nữa hả? Nhưng mà chị ơi em nghĩ nè. Sao? Em chỉ có một vấn đề đơn giản thôi. Là ví dụ như mà vàng tăng. Ừ. Đó, xăng tăng. Ừ. Nhưng mà chị sổ ra chị vẫn chung đủ cho quý diễn giả. Đúng rồi. Là tại vì có một vấn đề thôi là lương không tăng. Không. Thì tăng lương đi. Không, con người ta mau quên quá. Mới tăng có ngày 1 tháng 3 đó quý vị. Là 1 tháng 3 là cả đoàn được tăng lương đó quý vị. Ủa vậy tính ra là em không biết gì là có mình em không được tăng. Ờ, chỉ có mình em không được tăng hả? Chết bà, làm lại hợp đồng quý vị thôi. Vậy là em xui chứ không phải tại chị. Rồi, cái đó quý vị và quý vị chụp lại tiếp theo sẽ được ra phố phục vụ bà con cô bác mình. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời. Rất nhiều khán giả đi xa tới trễ là gọi điện thoại cho lộ qua hotline đó. Hỏi là vậy chứ tới sân khấu là có mua vé hay không? Dạ thưa quý vị là sân khấu thì miễn phí vé vô cổng. Quý vị cứ việc gửi xe rồi đi vô thôi. Nếu quý vị muốn có chỗ ngồi tốt thì phải đi sớm chút xíu. Thì chúng ta sẽ có chỗ ngồi tốt gần với khán đài, gần với mọi người hơn, thoải mái hơn ha. Còn nếu đi trễ, dạ một vé ha. Dạ một vé phía bên đây luôn à. Rồi, tớ, Quả ơi, chạy qua đây luôn à. Quả lẹ lẹ lên. Rồi, nhanh lên ơi, phía đây luôn nè. Dạ, riêng ngày thứ 6 thì do lực lượng nó hơi mỏng. Bởi vì là đoàn phải chia ra hai nơi và cũng không phải là cao điểm. Cho nên là đoàn cũng mà hiện tại luôn cao điểm của dịch đối diện. Cho nên là có một số thành viên ảnh hưởng sức khỏe giống như Lucy hay Cẩm Nhung là những người bị F0 mà chưa có hết, cho nên là đoàn chưa có trong phục vụ lại. Đầu giờ diễn thì cũng có test lại nếu mà hai bà cũng ở nhà luôn quý vị, cho nên là lực lượng nó hơi mỏng là như thế quý vị nha. Chứ HPD đoàn là đông nhất nhì Sài Gòn đó quý vị, và không có đâu đông bằng ở đây, và như quân nguyên vậy đó. Rồi ngay bây giờ quẹo qua đây luôn à. Rồi năm nay em đang tuyển vô và top 14 là lấy hết trơn luôn, cho nên là quý vị thấy 14 người mới nữa, cho nên là không thể thiếu được. Nhưng mà do là hiện tại là dịch rất là căng thẳng, ai sức khỏe không tốt là ở nhà. Rồi ngay bây giờ vòng loại tiếp theo, rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Ai có biết chúng ta hướng mắt sẽ có bắt đầu dò số giờ vô. Bye.
xuống gì đang anh xuống về đây xuống gì đây đặt hai tay đi đặt hai tay đặt hai tay đặt cái chị Trinh đi chị Trinh vô làm à, ờ nha ha vô không về vô vô cái bài của em đó không phải cái bài gì mà hay à miền Nam chưa xong anh chỉ đam mê xong mà miền Bắc nó đã đánh tay hả lô đầu đuôi tiếp chiếu lô nằm trong ngàn đồng đêm đêm anh mượn mộng cầu mong cho anh cây trung đèn vì ham xíu chú anh quyết tâm làm liều mộng quen cầu mong cho chị Trinh trúng đề đúng không chị Trinh giao lan có không chị Trinh ơi bây giờ em hát bài này cầu mong với chị trúng đề chị Trinh nói theo lời yêu cầu của chị Lan Kim Quyền vô xuống chị đã miền Nam chưa xong anh nhắn tin gì luôn mà miền Bắc chưa đã xin đầu chui thêm tiếu lô 500 ngàn đồng đêm đêm anh mơ mộng cầu mong cho anh cây trúng đề xíu chú anh quyết tâm làm liều mà một phen suốt sáng làm gì anh rồi mai lấy đâu ra tiền cơ vì anh đã banh tua banh chành đầu dân tử vi em chỉ mong chị được một ngày mà bình yên hai chục nguyên nguyên 20 hay quá cậu ơi còn 20 ôi. còn 20 mấy gì đây mấy gì đâu mấy gì đâu mấy gì đâu mấy gì đây mười gì đa mười gì đi sao nhân tâm bài gì la la
Trên tay của mình tránh tình trạng kinh sai kinh lộ, mình cùng cho số like rồi chúc mừng em lên luôn nha.